tương lai đang từng ngày dậy.
với những cung đường rộng mở tương lai. Những mái ngói đỏ hồng, những công trình mới tung bay là nét đặc trưng của quang cảnh vùng sông nước. Thành phố thôi hương bên dòng thanh tha thương, qua bên cụ đỏ xuôi ngọn hội hồn quê. Ngọn gió xuống sao vô về bao nỗi nhớ, có nỗi nhớ khôn nuôi người mẹ đất sông A Dàm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.